Hi, xin chào tất cả các bạn quay trở lại với channel của mình và mình là CCA Channel. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tham gia vào kèo Europe. Chúng ta sẽ nhận được một cái đồng token nằm trong cái tựa game 9D NFT. Trong kèo này thì sẽ có 10.000 slot đầu tiên giành chiến thắng, tức là 10.000 anh em tham gia đầu tiên thì sẽ ăn chắc ở trong cái kèo này. Nên anh em sẽ cần phải làm gấp cho mình. Thì hiện tại thì cái pool giải thưởng chúng ta sẽ cùng ăn chia đó là 400.000 cái đồng Corgi, một cái đồng token nằm trong cái hệ sinh thái của kèo này. Đấy, thì bây giờ chúng ta nếu các bạn làm ngay thì các bạn đang có cơ hội chúng ta lọt top 10.000 người đầu tiên tham gia nhá. Đấy, thì đầu tiên chúng ta sẽ tiến hành điền cái phần này. Đây là người giới thiệu các bạn thì các bạn có thể điền cho mình là CCA Channel. Đấy, hoặc là các bạn điền ai cũng được, nói chung cái phần này thì nó không quan trọng đâu. Sau đó chúng ta tích vào tôi không phải là người máy, sau đó nhấn vào Continue. Ok, bây giờ các bạn sẽ tiến hành khai báo thông tin. Đầu tiên là full name thì các bạn có thể gõ cái tên của các bạn vào. Tiếp theo là email, sau đó chúng ta sẽ điền địa chỉ ví BEP20. Thì với cái địa chỉ ví BEP20 thì các bạn có thể sử dụng ở ví Metamask hoặc là ví Chut Wallet hoặc là ví Coin98. Đấy, nói chung như cái ví nào có BEP20 là được. Rồi, sau đó các bạn dán vào đây và nhấn vào Enter Giveaway. Thì các bạn sẽ đợi một lát thì nó sẽ chuyển đến chúng ta đến cái giao diện của nhiệm vụ. Bây giờ sẽ có một cái email gửi về cái email cho các bạn. Thì các bạn sẽ mở email ra, chúng ta nhập cái mã captcha này vào. Mình sẽ mở cái hộp thư email ra. Đây, thì các bạn sẽ nhập cái mã gửi về email 9633. Ở đây chúng ta sẽ điền vào. Sau đó các bạn nhấn vào confirm. Ok, thì chúng ta sẽ tiến hành lướt xuống phía dưới để các bạn tiến hành làm các nhiệm vụ. Nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn sẽ like cái fanpage của nó ở trên Facebook. Thì chúng ta sẽ tiến hành mở cái trang Facebook của 9D NFT. Đấy, hiện tại thì chỉ có mới 8.000 người thích thôi anh em. Đấy, còn khoảng hơn 2.000 slot nữa cho anh em tham gia. Rồi, sau đó tiếp theo chúng ta sẽ quay lại nhấn vào click to like. Ở phần này thì nó sẽ chuyển hướng đến các bạn cái bài chúng ta cần phải like à. Ok, con bot hiện tại khá là lag nha anh em. Đấy, mình đã like rồi, tuy nhiên nó hiện chưa hiện dấu tích thì các bạn cứ chuyển sang cái nhiệm vụ tiếp theo cho mình. Nhiệm vụ tiếp theo là các bạn sẽ tiến hành follow cái trang Twitter của 9D NFT. Đấy, kèo này thì mình sẽ làm nhanh để đăng cho anh em nhé. Sau đó chúng ta sẽ điền username Twitter cá nhân và cách các bạn vào phần profile. Ở phần này thì các bạn sẽ cần copy cái username Twitter cá nhân của chúng ta vào. Sau đó các bạn sẽ dán vào cái phần này và nhấn vào cái phần đó là I follow the, tức là chúng ta đã follow. Đấy, tiếp theo là chúng ta sẽ retweet bài đăng. Thì các bạn sẽ mở cái bài đăng chúng ta cần retweet ở đây. Các bạn tiến hành retweet cho mình cái bài này về cái trang cá nhân của chúng ta ở trên Twitter. Đây, chúng ta thả tim và các bạn sẽ retweet con này về nhá. Ok, mình copy sẵn ba bạn bè đây, mình tag thẻ vào luôn. Ở đây chúng ta nhấn vào phần quote tweet, sau đó các bạn tag thẻ cho mình ba bạn bè vào và chúng ta nhấn vào phần tweet. Đến với nhiệm vụ tiếp theo, sau khi điền xong thì các bạn sẽ tiến hành cũng chúng ta cũng vào lại cái phần profile. Các bạn sẽ copy cho mình cái username của chúng ta, username Twitter cá nhân, các bạn dán lại vào phần này. Đấy, và nháy vào phần I retweet the, tức là các bạn đã retweet. Đấy, thì mỗi nhiệm vụ mà nó hiện lên dấu tích này là tức là các bạn đã hoàn thành nhá. Tiếp theo thì các bạn sẽ subscribe kênh YouTube của 9D NFT. Đấy, không biết là tại màn mình lag hay là do cái form nó bị lag do nhiều người quá tham gia. Đấy, thì sau khi subscribe xong thì các bạn sẽ điền cái username YouTube của chúng ta. Thì đây các bạn sẽ vào phần kênh của bạn, các bạn copy luôn cho mình cái đường link YouTube. Đấy, copy luôn cái đường link YouTube chúng ta dán vào đây và nhấn vào phần là I subscribe. Ok, tiếp đến với nhiệm vụ tiếp theo. Thì chúng ta sẽ subscribe trên Telegram channel và join vào cái kênh, hai cái kênh Telegram channel và Telegram group. Thì chúng ta sẽ tiến hành mở Telegram ra. Rồi, bây giờ các bạn sẽ mở Telegram lên. Chúng ta sẽ join vào cái channel này. Hiện tại thì channel thì đã có hơn 10k thành viên. Tuy nhiên thì bên Facebook thì chỉ mới có 8k thành viên thôi. Nên anh em vẫn còn có cơ hội để tham gia nhé. Những cái bạn mà chúng ta tham gia mà các bạn không đủ điều kiện thì sẽ bị loại ở trong cái đợt này. Các bạn sẽ vào phần Edit Profile. Chúng ta copy cái username, copy, sau đó các bạn quay lại chúng ta dán vào cái phần này. Các bạn lưu ý là thêm cho mình cái dấu A còng ở phía trước. Nhấn vào I subscriber. Ok, thì các bạn tiến hành khai báo như bình thường. Cuối cùng là chúng ta sẽ có một cái đường link rep. Thì các bạn có thể copy cái đường link rep này, chúng ta chia sẻ cho bạn bè chúng ta tham gia. Thì cái phần quà này sẽ có cho cả cái phần top rep nữa.
Ok, và video của mình kết thúc ở đây. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe để ủng hộ kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.